Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên, sẽ chia sẻ với các bạn một cái cảm biến đóng mở cánh tủ ấy, hoặc là đóng mở cốp xe do mình chế từ những cái vật liệu đơn giản. Thì ở những cái cảm biến mà cánh cửa tủ đóng mở, người ta hay sử dụng cảm biến tiệm cận hồng ngoại. Nghĩa là một led thu, một led phát ấy, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nếu mà ở điều kiện khô ráo thì tốt. Ví dụ chúng ta lắp cho xe máy chẳng hạn, thì nó sẽ bị hơi nước ẩm thì nó sẽ mau chóng bị hỏng, nên chúng ta sẽ sử dụng cảm biến từ. Cái vấn đề ở cái cảm biến từ ở đây đó là nó chịu được dòng rất là nhỏ. Ví dụ như cảm biến công tắc từ nó chịu được cái dòng lớn thì nó chỉ là khoảng 500 mA, thì nó lại khá đắt, nó bán ở tầm xấp xỉ 100.000 cơ. Còn lại công tắc từ thông thường ấy, dòng vài chục mA thì nó bán 11 12.000. Và thứ hai là cái tiếp điểm công tắc từ ấy là loại mà thường hở ấy, thì nó bán rộng rãi hơn loại thường đóng. Và hai là loại thường hở này nó được sử dụng nhiều, chúng ta có thể tận dụng được. Đấy. Thì mạch nó đơn giản thế này thôi nha. Đấy, nó sử dụng một con tip 42A. Do là chúng ta sử dụng tiếp điểm thường hở cho nên chúng ta phải sử dụng cái transistor thuận này. Nếu mà chúng ta dùng MOSFET cũng được, nhưng mà MOSFET nó có một nhược điểm là nó phải sử dụng MOSFET kênh P, mà kênh P nó thì nó cũng rất là hiếm. Thì cái con tip 42A này nó đáp ứng được cái dòng điện khoảng đến 5 đến 6A. Thực ra mình chỉ dùng trong mấy cái bóng đèn thì chỉ khoảng 4A thôi. Và đây chúng ta lắp mạch như hình nha. Đấy. Khi bình thường nó được định thiên như này, gọi là phân áp trên này, thì con transistor này nó dẫn thôi. Và khi nó chập vào đây thì E với C, B với E được nối tắt với nhau thì nó mất thiên áp đi, thì lúc này con transistor nó không dẫn cho nên là bóng đèn bị tắt thôi. Thì có cụm nam châm này này gì vào đây. Thế bây giờ các bạn nhìn thấy tôi đang sử dụng một cái, tôi sử dụng một cục nam châm nhé. Các bạn có thể sử dụng cái này đây, đây nó tắt nhé. Đây cái led này của tôi là loại led dán tủ ấy, các bạn nhìn nào, led dán tủ ấy, để dán tủ trang trí ấy, thì khi mà chúng ta đặt cục nam châm ở gần này để nó tắt này, bỏ ra sáng, khoảng cách của nó khoảng 1,5 2 cm nhé. Các bạn đặt cái công tắc từ này và các bạn dán một cục nam châm, ví dụ ở trên đây là yên xe máy đấy, và khi mà các bạn mở yên hoặc là mở cánh cửa tủ ra thì nó sẽ tắt đấy. Cái này là mình đang dùng với led 12V nhé, những cái led nội thất, led dây cũng có thể sử dụng được. Đấy, rất là đơn giản và dễ chế tạo, độ hiệu quả cao rồi. Đấy. Mình dừng clip ở đây nhé, chúc các bạn thành công. Các bạn hãy like, share và donate cho kênh điện tử cho mọi người. Chúc các bạn thành công.